xin chào cả nhà yêu của Minh Tú Mobile, và lại là Hồng Hạnh đây, quay trở lại sau một thời gian dài vắng bóng trong mùa Tết vừa rồi. Và ngày hôm nay thì Hồng Hạnh sẽ cập nhật cho cả nhà rất rất nhiều những thông tin thú vị liên quan đến Apple. Và đó là những thông tin nào, hãy cùng chờ đón nha. Đầu tiên là hé lộ một thông tin cực kỳ thú vị là chip M1X sẽ sắp ra mắt trong thời gian tới đây. Thời điểm MacBook M1 ra mắt thì cộng đồng công nghệ không khỏi trầm trồ về sức mạnh của chip M1, bộ vi xử lý đầu tiên của công ty thuộc dòng Apple Silicon dựa trên kiến trúc ARM. Năm nay thì công ty dự kiến sẽ tung ra một chipset Apple Silicon khác và một vài thiết bị Mac mới. Mặc dù Apple vẫn chưa chính thức tiết lộ bất cứ điều gì, nhưng một rò rỉ mới dường như vừa tiết lộ thông tin chip M-Series tiếp theo với tên gọi là M1X, dự đoán là sẽ đi cùng với một CPU 12 lõi, một bản nâng cấp so với CPU 8 lõi của M1. GPU bên trong cũng sẽ dự kiến có 16 lõi thay vì GPU 8 lõi của M1. Apple M1X sẽ có tốc độ là 3.2 GHz và sẽ dựa trên quy trình 5 nanomet giống như người tiền nhiệm của nó. Nếu như mà những thông số này là những con số thực sự thì rõ ràng con chip này rất đáng mong chờ cả nhà nhỉ. Cả nhà nghĩ sao về một chiếc điện thoại iPhone có thể gặp lại như một vỏ sò? Mới đây thì theo John Brosser, blogger công nghệ uy tín cho hay, Apple đang xem xét mô típ smartphone gập có thể sẽ theo chiều dọc hoặc là chiều ngang để phát triển iPhone sắp tới, và có vẻ kiểu gập vỏ sò như là Samsung Galaxy Z Flip đang được cân nhắc hơn. Ông còn chắc chắn là máy sẽ không kịp ra mắt trong năm 2021, thậm chí có thể sẽ phải chờ đến năm 2023. Một vài thông tin dự đoán iPhone màn hình gập sẽ có nhiều lựa chọn màu sắc, tương tự như iPhone 12 Series. Máy sẽ có giá từ $1,499, tương đương khoảng 34 triệu đồng. Mức giá được đánh giá là hấp dẫn so với các smartphone màn hình gập đang có trên thị trường. Thông tin Apple làm iPhone màn hình gập rổ lên từ tháng 2 năm 2020 khi hãng đăng ký bằng sáng chế cho cơ chế hoạt động bản lề trên smartphone gập. Một số thông tin từ Trung Quốc cũng cho biết Apple đã gửi nguyên mẫu của iPhone gập đến hai đối tác gia công là Foxconn và NeoKicko. Foxconn sẽ chịu trách nhiệm lắp ráp chính, trong khi NeoKicko đảm nhiệm quá trình sản xuất bản lề cho smartphone mới. Smartphone gập được dự đoán là một trong những xu thế của thiết bị di động những năm tới. Hãng nghiên cứu thị trường Strategy Analytics tin rằng smartphone gập có tốc độ phát triển nhanh nhất thị trường di động cao cấp trong thập kỷ tới, đồng thời dự đoán là số lượng sản phẩm sẽ tăng từ 1 triệu chiếc trong năm 2019 lên 100 triệu chiếc vào năm 2025. Hiện tại thì Apple vẫn chưa lên tiếng xác nhận bất cứ một thông tin nào liên quan đến chủ đề này, cho nên việc còn lại của chúng ta là sẽ phải chỉ chờ thôi. Khép lại năm 2020 với những hiệu ứng vượt trội từ chiếc MacBook M1 năm 2020, thì Apple cũng đang chuẩn bị cho những chiếc MacBook năm 2021. Theo nhiều chia sẻ, với sự tân trang và thiết kế khả năng cao thuộc về sản phẩm kích thước 13 inch, máy sẽ được thiết kế lại với màn hình 14 inch, kèm theo đó là nhiều tính năng mới sắp ra mắt, trong đó bao gồm chip M1 cùng công nghệ màn hình mới. Theo như nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo, thì chiếc máy này sẽ được ra mắt vào cuối năm 2020, nhưng dự đoán đã được thay đổi lùi lại đến năm 2021, dường như bởi Apple đang muốn sử dụng công nghệ mini LCD trên màn hình của những chiếc máy mới, và một phần là do vấn đề về việc nguồn cung bởi ảnh hưởng của Covid-19. Có vẻ như tuần này toàn là những thông tin rất là đáng mong chờ thôi. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi là sắp tới đây Apple sẽ đưa ra cho chúng ta những sản phẩm mới là hấp dẫn nào. Và đó là những thông tin của bản tin Minh Tú Mobile tuần này. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo. Và đừng quên like, subscribe kênh Minh Tú Mobile để theo dõi thêm nhiều video khác nha.